Chào anh em nhé, em lại lên cho anh em một đôi giày running dòng chạy bộ của 361 chuyên chạy bộ nhé. Dòng này thì anh em nào chuyên chạy bộ thì trước em nó về thì quá tuyệt vời luôn. Đấy, thiết kế tinh xảo, đế Eva rất là êm, dưới gầm dưới đế này là ba phân nhé, chiều cao cũng 3 phân. Và dưới gầm đế này có một lớp cao su tầm 3 mm. Loại này ôm sát bó đường thôi rồi, khó chống trơn trượt, khỏi phải nghĩ. Chuyên dòng chuyên cho chạy bộ nhé. Màu ghi xám. Đường kim mũi chỉ là sắc nét, không chút keo thừa. Hiện tại cái mẫu này nhà em bán full size nhưng mà hết rồi, còn bây giờ còn khoảng một vài đôi size 41 thì anh em nào vừa chân thì có thể liên hệ với em. Còn đối với các sản phẩm order thì anh chị em có thể tham khảo theo dõi em trên kênh. Đấy. Đệm giày 3 mm. Lót lót giày 3 mm. Rất là êm, bằng chất liệu cao su non, giày 361. Loại này đi thì thích lắm, trong nhìn anh em nhìn nom đệm, cái bên trong nom một nó rất là, nếu một cái loại này mà kể cả anh em tại tập chạy chạy về mùa đông thì thôi rồi, ấm lại không có cái chuyện rét mướt. Dòng này giày đi phượt được nhá, phượt thủ thì anh em nên sắm một em này là về để đi rất chi là đẹp, rất là ok, phượt leo núi thì khỏi khỏi phải nghĩ luôn ấy. Ok, anh chị em quan tâm thì đăng ký kênh, để lại cho em bình luận một lượt like. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi em và ủng hộ em trong thời gian qua.